Làm thế nào để tăng chiều cao trong giai đoạn dạy thi luôn là mối quan tâm của nhiều bạn trẻ, bởi nếu thực hiện đúng phương pháp, bạn có thể đạt được chiều cao tối ưu khi trưởng thành. Trong video tuần này, hãy cùng Làm sao để cao khám phá ngay một vài cách tăng chiều cao hiệu quả ở độ tuổi 11 ngay tại nhà nhé! Ở độ tuổi 11 thì chiều cao và cân nặng đạt chuẩn là bao nhiêu? Trước khi tìm hiểu các biện pháp cải thiện vóc dáng, bạn cần nắm rõ các chỉ số về cân nặng và chiều cao ở độ tuổi 11. Theo bảng chiều cao và cân nặng của Tổ chức Y tế Thế giới và WHO, ở độ tuổi 11, các bạn nam nên đạt chiều cao chuẩn là 1m43,5 và 1m44 là chiều cao lý tưởng của các bạn nữ, tương đương với chiều cao, cân nặng chuẩn cho các bạn nam 11 tuổi là 36,9 kg và bạn nữ là 35,6 kg. Tăng chiều cao ở tuổi 11 thông qua thói quen sinh hoạt. Có rất nhiều cách tăng chiều cao cho các bạn trẻ ở độ tuổi 11, một trong số đó là thay đổi lối sống, thói quen sinh hoạt hàng ngày. Đầu tiên, bạn cần quan tâm đảm bảo chất lượng giấc ngủ, ngủ đủ từ 7 tới 8 tiếng mỗi ngày và rèn luyện thói quen đi ngủ sớm trước 11 giờ mỗi đêm. Thứ hai, khuyến khích bản thân vận động với tần suất đều đặn từ 15 cho tới 30 phút mỗi ngày với các bộ môn như chơi bóng chuyền, bóng rổ, chạy bộ, hít xà đơn, yoga. Ngoài ra, việc vận động ngoài trời cũng sẽ giúp cơ thể hấp thụ nguồn vitamin D tự nhiên từ ánh sáng mặt trời, nhờ đó mà hệ xương và cơ bắp phát triển khỏe mạnh hơn. Bạn nên lựa thời điểm tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong khoảng từ 6 tới 9 giờ sáng và từ 4 tới 6 giờ chiều. Thứ ba, cải thiện tư thế đi đứng ngồi nằm đạt chuẩn để tránh những ảnh hưởng cong vẹo cuộc sống sang một bên, dẫn đến sự mất cân bằng và kiềm hãm tốc độ tăng trưởng tự nhiên. Tăng chiều cao ở độ tuổi 11 thông qua chế độ dinh dưỡng. Có quan niệm cho rằng muốn cơ thể cao lớn thì chỉ cần tập trung bổ sung canxi. Thực ra quan điểm này đúng nhưng chưa đủ, bởi để cao lớn và khỏe mạnh thì bạn rất cần bổ sung một chế độ dinh dưỡng đa dạng với các nhóm dưỡng chất, vitamin phù hợp với thể trạng sức khỏe của bản thân. Cụ thể, ngoài 3 bữa chính và đầy đủ 4 nhóm chất như đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất, bạn cần bổ sung thêm 2-3 bữa phụ. Chia nhỏ bữa ăn được xem là cách giúp bạn hạn chế việc nạp quá nhiều thức ăn vào cơ thể, dẫn đến tình trạng thừa cân và béo phì. Ngoài ra, bạn cũng nên lưu ý xây dựng thực đơn ăn uống cân bằng. Mỗi ngày chỉ nên cung cấp đủ 1.000-1.200mg canxi, 60-70mg đạm, 40-50mg chất béo và một lượng vừa đủ đường bột, vitamin phù hợp với nhu cầu của từng cá nhân. Đặc biệt, trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày, bạn cũng không quên cung cấp một số nhóm thực phẩm có khả năng hỗ trợ chiều cao phát triển nhanh chóng, chẳng hạn như sữa, các chế phẩm từ sữa, trứng, hải sản, ngũ cốc và trái cây. Và cuối cùng, cần hạn chế việc bổ sung quá nhiều thực phẩm chứa nhiều calo rỗng như thức ăn nhanh, đồ chiên rán, bánh kẹo, nước ngọt có ga. Đây được xem là kẻ thù không đội trời chung để tiêu hao canxi và kiềm hãm khả năng tăng tốc chiều cao trong tương lai. Tăng chiều cao ở tuổi 11 thông qua thực phẩm chức năng. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chế độ ăn uống hàng ngày có thể không cung cấp đủ hàm lượng vitamin và khoáng chất cần thiết hỗ trợ xương khớp phát triển khỏe mạnh. Thế nên việc sử dụng các loại sản phẩm thực phẩm chức năng được xem là giải pháp dinh dưỡng hiện đại được các nước tiên tiến ưu tiên áp dụng cho người dân. Hiện nay trên thị trường, không khó để tìm kiếm các loại thực phẩm chức năng hỗ trợ tăng chiều cao cho độ tuổi 11 đến từ nhiều thương hiệu và quốc gia. Tuy nhiên, để tối ưu hiệu quả và hạn chế những rủi ro cho sức khỏe, bạn cần tìm hiểu kỹ và lựa chọn thực phẩm chức năng đến từ các thương hiệu uy tín. Sản phẩm nên có bảng thành phần rõ ràng, an toàn cũng như chứng nhận quốc tế từ GMP, HACCP, FDA. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo ý kiến từ các bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi sử dụng sản phẩm. Có thể thấy, trong các cách tăng chiều cao cho độ tuổi 11 thì dinh dưỡng, thói quen sinh hoạt và vận động chính là 3 yếu tố cần đặc biệt lưu tâm. Mong rằng với những chia sẻ chi tiết từ video vừa rồi sẽ giúp bạn có thêm nhiều kinh nghiệm trong hành trình chinh phục chiều cao lý tưởng. Đừng quên nhấn like video và subscribe kênh Làm sao để cao để cùng mình khám phá thêm nhiều điều thú vị về chiều cao.